kẻ sát hại Á Khôi 17 tuổi, phi tan thi thể ở Hà Nội hầu tòa. Sáng ngày 25 tháng 9, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo tại Duy Khanh, sinh năm 1985, quê huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình về các tội giết người, cướp tài sản liên quan vụ sát hại Á Khôi, một cuộc thi hoa khôi áo dài có tên H.I.N, sinh năm 2006 ở quận Ba Đình, Hà Nội, rồi phi tan thi thể nhiều nơi. Do đại diện hợp pháp của nạn nhân vắng mặt, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, dời việc xét xử sang ngày khác. Theo kết quả điều tra, Khanh quen biết H.I.N. từ đầu năm 2023. Thời gian quen nhau, Khanh cho N vay 60 triệu đồng, nhưng cô gái chưa trả hết nợ. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2023, bị cáo hẹn cô gái đến căn hộ ở Vinhome Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, sau khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Khanh dùng dao sát hại chị N rồi phân thi thể cho vào thùng xốp đã chuẩn bị từ trước và dán kính. Sau đó đối tượng gọi taxi, chở chiếc thùng đến khu vực gần miếu bản ven sông Hồng. Đến nơi, Khanh nói dối bên trong chỉ là đồ ăn vặt và nhờ tài xế bê giúp thùng xốp đến đặt tại bậc thang xuống sông Hồng. Khi taxi rời đi, Khanh phi tan một phần thi thể xuống sông, chôn phần khác ven mép sông lo sợ bị phát hiện, rạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2023, đối tượng đi một mình đến bờ sông, phủ xi măng lên thi thể nạn nhân. Qua thu thập tài liệu điều tra và chiếc xuất camera, Cảnh sát hình sự Hà Nội xác định tại Duy Khanh là nghi phạm. Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2023, đối tượng ra bến xe bỏ trốn về huyện Kiến Sương. Khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, cảnh sát phát hiện và bắt giữ tại Duy Khanh sau hơn 34 giờ xảy ra án mạng rúng động dư luận.